Thiết kế nội thất sao cho phù hợp với căn nhà của bạn. Vợ mua giường quá lớn, chặn mất ổ cắm rồi, táp đầu giường không vừa. Vợ đặt size M kích thước 1m8 mà. Đừng ồn ào nữa, cỡ giường 1m8, không phải là đầu giường rộng 1m8, mà là giường dài 1m8. Nếu không phải là người hiểu họ sẽ nói, độ dày khung giường khoảng 10-30cm, đó là kích thước tiêu chuẩn của giường. Đừng mắc sai lầm nữa, không phải giường nào cũng đều tương thích với các loại đệm. Ví dụ giường tầng có ngăn kéo thì đệm dày 5-15cm. Giường bọc da thông thường, độ dày đệm thường từ 22-25cm, đảm bảo cho bạn ngồi thoải mái. Chiều cao từ đất đến mặt đệm là 45-60cm, không quá thấp hoặc quá cao. Hai là sofa, ghế này thật nhỏ, cái này lại quá lớn cồng kềnh. Thực ra, chiều dài ghế sofa bằng chiều dài tường nền là phù hợp. Làm đáy ghế sofa chạm đất hoặc để trống 15cm. Ba là đèn, nếu bạn không chắc chắn về kích thước của đèn, chỉ cần lấy đường kính của phòng, dài cộng rộng, chia 12, nó sẽ là đường kính của đèn mà bạn cần trong nhà. Đèn nên cách mặt đất từ 2-2.2m, nếu để quá gần sẽ bị tối. Hãy truy cập nội thất vip home.com để xem thêm nhiều mẫu thiết kế và sản phẩm nội thất đẹp nhé.